Tiếp tục chương trình công tác với các huyện, thị xã, thành phố, hôm qua ngày 26 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2022. Năm 2021, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ tăng 9,6%, giá trị thu trên 1 hecta canh tác đạt trên 200 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Cừ bố trí tổng vốn đầu tư công hơn 5.600 tỷ đồng, riêng năm 2022 là hơn 1.500 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cừ đã có nhiều sáng kiến. Chúng tôi giao cho các xã là các cái chỉ tiêu về xây dựng hố xử lý rác thải, hỗ trợ xi măng và gạch. Người dân chỉ bỏ lắp, thế còn các tổ chức chính trị của xã sẽ hỗ trợ ngày công để xây dựng. Chúng tôi phấn đấu là kết thúc năm 2022 sẽ đạt trên 80% các hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phù Cừ đề xuất kiến nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành của tỉnh tạo điều kiện về vốn để huyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đầu tư xây dựng hai tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với Hải Dương, điều chỉnh bổ sung hỗ trợ ngân sách để thực hiện dự án xây dựng khu di tích lịch sử đền thờ và cây đa La Tiến, có hướng dẫn cụ thể đối với việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Đại diện các sở ban ngành đã trả lời những kiến nghị của huyện và đề xuất một số ý kiến về xây dựng và phát triển huyện Phù Cừ trong thời gian tới, như vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, khai thác lợi thế về hạ tầng giao thông, di tích lịch sử và nguồn nước nóng tự nhiên để phát triển các khu đô thị dịch vụ du lịch. Việc quy hoạch các khu công nghiệp và đô thị phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh. Về đô thị, chúng ta phải khai thác trên cái cơ sở là cái đường nối vành đai 5 và đường Tân Phúc Võng Phan. Chúng ta có 3 cái công trình di tích tạo thành một cái cụm khá là đặc biệt là cây đa và đền La Tiến, rồi đền Tống Chân, đền Cúc Hoa và khu vực suối Khoáng Nóng. Khu vực cái chúng ta còn quỹ đất rất là rộng, nó đến hàng vài trăm hecta. Trước đây cái đồ án quy hoạch vùng huyện thì chúng ta chưa tính đến, vẫn là vùng nông nghiệp. Nhưng mà nếu như khai thác được cái quỹ đất này thì đây mới là cái khu vực mà có thể gọi là phát triển đô thị du lịch sinh thái và kết hợp các cái vùng mà chúng ta trồng cây ăn quả rất là đẹp. Huyện Phù Cừ thì công chí cũng là phải xác định là huyện nông nghiệp, bởi vì cái tỷ trọng của công chí ra là hơn 20%, có lẽ là cao nhất tỉnh. Đề nghị công chí tiếp tục chuyển đổi sang cái cây vải, thì trong đó có cả vải lai và vải trứng. Cây có múi thì cái cam Phù Cừ bây giờ công chí cũng đang là có tiếng rồi, cũng là số 1, số 2 của tỉnh rồi, cam bố hạ đấy. Là một cái đặc sản có lẽ là ở cái vùng đồng bằng sông Hồng cũng rất là ít nơi mà trồng cái này, mà cái nhu cầu thì cũng vẫn còn rất là cao. Đấy, cho nên là cái đó thì công chí tiếp tục mở rộng. Cái đường nội đồng ấy, bây giờ là Phù Cừ làm đường rất nhỏ, đấy, bây giờ đề nghị công chí mở rộng ra, ít nhất là 5 mét. Mình muốn làm sản xuất hàng hóa rồi các thứ đang chuyển đổi rất mạnh như thế rồi thì công chí nhân cái lúc này là công chí phải làm cho nó thật mạch lạc luôn. Các xã hay các huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đặc biệt là kiểu mẫu là phải có hệ thống xử lý nước thải. Cái nội dung này là huyện cũng vẫn phải rất chú ý. Còn nếu mà không thì đến năm 2025 thì huyện nông thôn mới kiểu mẫu thì chắc chắn là sẽ rất khó. Vừa rồi Tam Đa là đang gọi là nông thôn mới kiểu mẫu nhưng chưa có cái hệ thống xử lý nước thải. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cừ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai tiêm vaccine và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phù Cừ thì là một huyện thuần nông. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội thì các đồng chí đều đạt và vượt theo với lại kế hoạch đề ra. Môi trường của Phù Cừ phải nói là số 1 của tỉnh Hưng Yên. Khi mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng công nghệ cao vào trong nông nghiệp thì đời sống của nhân dân vẫn được nâng lên. Nhưng mà ta hưởng lại, được lại là cái gì? Tức là ta được cái môi trường sạch, không khí trong này. Cũng rất hoan nghênh là Phù Cừ là cũng đã xác định rất rõ ràng. Có thể nói là chưa có huyện nào xác định rõ ràng như Phù Cừ. Lập trường quan điểm rất vững vàng. Mà làm ngay từ nhiệm kỳ đầu đại hội
mà có lẽ cũng là duy nhất một huyện là đề nghị ban tỉnh xây dựng là 100% các xã với đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một cái cố gắng và một cái hướng đi đúng đắn. Nếu được như vậy thì rất tốt, thì tỉnh ta sẽ có một huyện đầu tiên là huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên ở đây thì nói vậy thôi, nhưng mà trong quá trình tổ chức thực hiện thì còn vô vàn những khó khăn vướng mắc. Những khó khăn vướng mắc này thì tỉnh cũng sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ và đồng hành với các đồng chí để quyết tâm ta xây dựng được một huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phù Cừ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, tập trung xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, khuyến khích thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, tích cực triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và kế hoạch trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025 của tỉnh. Tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các vi phạm còn tồn đọng, nhất là ở hai xã Quang Hưng và Minh Tân. Ủy ban tỉnh đã có chủ trương là đến hết năm 2021 thì ta có tối thiểu là 50% xử lý các công trình vi phạm và phấn đấu đến 80%. Nhưng mà các đồng chí báo cáo là hết năm 2021 các đồng chí đã 87%. Thì đã vượt chỉ tiêu rồi, rất hoan nghênh các đồng chí. Tuy nhiên đến tháng 6 này, quý 2 này thì chúng tôi đã có kế hoạch giao cho Sở Tài nguyên Môi trường cùng với các sở ngành đi kiểm tra các đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã về giải quyết 93. Vì đây là một chủ trương rất đúng đắn, chúng ta không có điểm dừng. Khi nào mà hết thì cũng chưa dừng. Giải quyết hết 100% vi phạm cũ rồi thì chưa dừng, thì ta vẫn phải quản lý để nghiêm cấm vi phạm mới, chứ không thể ta vi phạm mãi được mà ta không xử lý thì lại bắt chước nhau, nhà này vi phạm được thì nhà kia vi phạm. Thì có nghĩa là chúng ta tạo thành một cái môi trường sạch thì phải sự quyết tâm và cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền để tuyên truyền vận động là nhân dân đã thực hiện theo pháp luật. Về trồng cây thì theo cái tiêu chuẩn nông thôn mới thì đường tỉnh, đường huyện phải phủ kín ít nhất là 70%. Thì tất cả các đường của huyện, đường của tỉnh thì đều phải có trồng cây theo quy hoạch. Mỗi một tuyến đường là một loại cây khác nhau. Phù Cừ là mẫu đi, và tỉnh cũng sẽ dành một khoản để hỗ trợ bằng được lấy Phù Cừ là mẫu. Vì chúng ta có cái lợi thế là đăng ký 100% các xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu rồi. Mà trong tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu là có nội dung này. Thế cái này không để nợ được. Xác định hướng đi của Phù Cừ trong giai đoạn 21-30 thì từ năm 21-25 thì ta tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông mới kiểu mẫu và tập trung xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao đời sống nhân dân. Giai đoạn 2025 đến 2030 thì ta lại chuyển hướng sang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, vì chúng ta còn quỹ đất là khoảng 600 hectare. Đây là tôi nói có cơ sở đấy. Thì lúc đó thì đến năm 2030 thì Phù Cừ sẽ phát triển, kể công nghiệp phát triển, nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân sẽ được nâng cao. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các sở ngành liên quan phối hợp tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Phù Cừ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu.